Khi thấy người phụ nữ đang vùng vẫy dưới sông, đại úy Nguyễn Tất Nhiên, cán bộ thủy đoàn 1, cục cảnh sát giao thông đã nhảy xuống cứu nạn nhân và đưa vào bờ an toàn. Chiều ngày 10 tháng 12 năm 2021, đại diện cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, cán bộ chiến sĩ thủy đoàn 1, cục cảnh sát giao thông vừa cứu sống một người phụ nữ nhảy cầu tự tử. Sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực cầu Hồ, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thời điểm này, có một người phụ nữ do buồn chuyện gia đình đã để lại bức thư tuyệt mệnh gửi cho bố mẹ rồi nhảy cầu tự tử. Chứng kiến cảnh tượng đó, người dân hô hoán cứu nạn nhân. Nhận được tin báo, cán bộ chiến sĩ thủy đoàn 1, cục cảnh sát giao thông đã có mặt tiến hành cứu hộ, cứu nạn. Lúc này, người phụ nữ ở trong tình trạng chất chới giữa sông nước mênh mông. Đại úy Nguyễn Tất Nhiên đã nhanh chóng lao xuống sông, cứu người phụ nữ và đưa lên bờ an toàn. Sau đó, cán bộ chiến sĩ thủy đoàn 1 đã đưa người phụ nữ đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa ngã tư Hồ. Hiện tại sức khỏe nạn nhân đã dần bình phục. Được biết, người phụ nữ này 31 tuổi ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thượng tá Phạm Quang Huy, thủy đoàn trưởng thủy đoàn 1, cục cảnh sát giao thông cũng đến bệnh viện thăm hỏi động viên gia đình và mong người phụ nữ nhanh chóng bình phục.